là một con đồng hồ em đang test nước cho anh này. Đồng hồ cơ mà chống nước, chống xước cho anh tuyệt đối luôn này. Yên tâm sử dụng cho em nhá. Chống nước 3 ATM mặt đá sapphire này. Đấy, các anh nhanh tay để lại số điện thoại cho em. Ôi dồi ôi, một con đồng hồ cơ thật cho các anh luôn. Chống nước thì các anh yên tâm cho em nhá. Đây ạ, các anh nhìn kỹ hộ em này. Một con đồng hồ cơ cho anh luôn nhá. Đây là mặt trước ạ, cơ vẫn đang hoạt động nhá. Em vừa thử nước mà cơ vẫn hoạt động cho anh luôn này. Và đây là mặt sau ạ. Đây các anh nhìn này, cơ này, tem chống hàng giả này, cơ vẫn đang nhảy nhảy loạn xì ngầu ngầu lên nha. Rồi bắt đầu ạ, anh nào lấy mẫu này thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em. Z1 mặt trắng kèm số điện thoại này, 450.000 một chiếc, bên em miễn phí giao hàng cho mình luôn nhá. Z1 tiếp theo là Z1 mặt đen ạ. Đây, đấy, em mặt vẫn còn đang có nước nhá, mà vật cơ vẫn đang hoạt động bình thường. Đấy, em phải lau đi để cho các anh thấy được cái độ đẹp của nó nhá. 450.000 một chiếc và miễn phí giao hàng. Tiếp theo là Z1 mặt vàng ạ, ba mặt cho các anh lựa chọn luôn nhá. Anh nào lấy mặt nào thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em. Được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Z1 kèm màu kèm số điện thoại, 450.000 một chiếc, miễn phí giao hàng, hàng cơ thật cho các anh luôn. Chống nước chống xước tuyệt đối cho mình nhá. Ba màu này. Đây ạ. Đây các anh nhìn kỹ nhá, em đọc lại màu này. Z1 mặt vàng, Z1 mặt đen và Z1 mặt trắng kèm số điện thoại cho em. 450.000 một chiếc, miễn phí giao hàng cho mình. Dây của nó là dây kim loại, mặt của nó là mặt đá sapphire chống nước, chống xước, chống nước 3 ATM cho mình. Size của nó là 3940. Máy của nó là máy Nhật các anh nhá, kèm theo một thẻ bảo hành. Thẻ bảo hành 1-1 trong vòng 1 năm nếu đồng hồ bên em bị lỗi hoặc bảo hành cho anh về cái chế độ của dây của nó này. Không phai, không đen, không ngứa và mình mồ hôi muối tắm giặt thoải mái cho em nhá. Bỏ nước thoải mái không bao giờ chết luôn ạ. Cơ thật của bên em chất lượng như nào mà giá chỉ có 450.000 thôi nhá. Đây, nhanh tay để lại số điện thoại cho em, là mã của nó là Z1 mặt vàng, Z1 mặt đen hoặc Z1 mặt trắng kèm số điện thoại, ok chưa ạ? Đây, đấy mặt đằng trước nhá, mặt đằng sau này. Nhìn kỹ hộ em ạ, mặt đằng sau cơ vẫn hoạt động bình thường. Có cái gì ạ? Có tem chống hàng giả nhá. Bắt đầu em test nước tiếp này. Anh nào lấy thì để lại số điện thoại cho em nhá. Bỏ tiếp cho các anh để tí nữa bắt đầu em đi từng mặt một nhá. Đây ạ. Đấy, các anh nhìn kỹ cho em nhá. Nếu mà là cơ giả cho các anh ấy, thả nước như này thì chết luôn, cơ nó sẽ chết luôn, nó không hoạt động nữa ạ. Đây nhá. Đây, đầu tiên là mặt trắng này thì rất là sang. Anh nào mà lấy cái màu mặt trắng này thì đúng là quá đẹp luôn này. Đây nhá, đi đừng mặt một ạ. Đây là mặt trắng của nó, các anh nhìn kỹ cái mặt của nó nhá. Hai viên kim cương này, mặt của nó là màu trắng này, cơ của nó là màu vàng này, các anh nhìn nhá. Và cái mẫu độ của nó dân nó mỏng ấy nên là đeo rất là sang luôn, dây của nó là dây kim loại ạ. Anh nào lấy mặt trắng này thì để lại số điện thoại cho em là Z1 mặt trắng kèm số điện thoại, 450.000 một chiếc, miễn phí giao hàng. Được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em nhá. Anh Quyền Z1 mặt trắng lên đơn, anh Sơn Z1 mặt trắng lên đơn, anh Vinh Z1 mặt trắng lên đơn ạ. Anh Ngọc nhận được Z1 mặt trắng này rồi, đẹp lắm, cảm ơn tình yêu. Anh Quang Z1 mặt trắng ok lên đơn. Đây là mặt trước các anh nhá, vừa test nước cho các anh luôn ạ. Và đây là mặt sau ạ, chống nước chống xước tuyệt đối cho mình này. Mặt sau cơ vẫn đang hoạt động và có tem bảo hành nhá. Các ký hiệu của nó trên máy này, các anh nhảy tay to tay nhỏ mình đều đeo được, tháo mắt chốt thoải mái cho em nhá. Màu trắng này thì em không dám like nhiều bởi vì nó thật, với anh nhìn màu trắng nó sang không? Sang nhở. Dây trắng va vàng, mặt trắng va vàng, vàng với trắng nó pha với nhau rất là đẹp luôn. Viên kim cương ở trong này. Đấy, đây là một chiếc đồng hồ 450.000 bên em và đây là một chiếc đồng hồ 250.000 bên em. Các anh nhìn xem cái mặt nào nó sang hơn ạ. À? Đương nhiên hơn nhau một tí tiền nhưng mà nhìn cái đồng hồ cơ bên em vẫn đẹp hơn đúng không ạ? Đây là mã Z1 nhá. Còn cái này có 250.000, các anh nhìn này. Đấy, nó khác hẳn, khác bọt luôn đấy. Z1 mặt trắng kèm số điện thoại cho em. Đây là tiếp theo ạ, là Z1 mặt đen. Vừa nhúng nước cho các anh xem luôn nhá, nhúng nước vừa lấy lên luôn này. Đây ạ. Đấy, cơ vẫn đang nhảy hoạt động bình thường này, kim này. Hai viên kim cương này, mặt đá sapphire chống nước 3 ATM cho mình này, dây kim loại cơ không dí này, không phai này. Cơ đằng sau hoạt động bình thường nhá các anh nhá. Tem bảo hành này, rồi Z1 mặt đen kèm số điện thoại cho em, mặt đen này rất là sang, khách nhà em lấy mặt đen rất là nhiều. Mặt đen này thể hiện sự nam tính này, anh Đạt mặt đen lên đơn Z1 ạ. Anh Minh Z1 mặt đen lên đơn, anh Long Z1 mặt đen lên đơn, anh Hiệp mình nhận được Z1 mặt đen rồi, đẹp lắm, cảm ơn tình yêu. Riêng cái mẫu này bên em cho mình xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Bởi vì cái mẫu này nó thật luôn với anh là ở ngoài nó đẹp gấp trăm lần ở trong ảnh ấy ạ. Bên em còn không like được hết cái độ đẹp của nó ở ngoài, em thề với các anh luôn, nhìn cái là muốn lấy luôn ấy ạ. Đẹp lắm luôn, càng nhúng nước lên càng sáng các anh nhá. 450.000 một chiếc, miễn phí giao hàng. Để lại số điện thoại cho em là Z1 mặt đen kèm số điện thoại nhá. Rồi đây, em like từ lúc giờ cũng phải 3-4-5 phút rồi đúng không ạ. Đồng hồ bên em vẫn chạy bình thường nhá, bỏ nước vẫn chạy bình thường cho em. Đấy, đây là Z1 mặt vàng. Mặt vàng này thì hơi nữ tính một tí, anh nào thích cái kiểu mà nó nữ tính thì chọn mặt vàng cho em nhá. Đây các anh thấy chưa ạ, vẫn chạy bình thường nhá, cơ vẫn nhảy lung tùm vèo lên. Hai viên kim cương, hai viên kim cương đấy,
cái dây của nó rất là đẹp, rất là sang luôn, cầm chắc chắn tay lắm luôn đấy ạ. Dây một mặt vàng kèm số điện thoại cho em, 450.000 một chiếc, bên em miễn phí giao hàng tận nơi cho mình luôn. Dây một mặt vàng nhá. Thay vì các anh mua một chiếc đồng hồ bình thường với giá 250.000 như thế này, nhìn dây của nó o bẹp không ạ, thì các anh bỏ thêm một tí tiền nữa, các anh sẽ được mua một chiếc đồng hồ cơ thật của bên em với giá 450.000 mà nhìn nó sang không ạ. Đấy, mình có thể đeo một chiếc đồng hồ đẹp còn hơn mình đeo cả 100 chiếc đồng hồ nó bình thường. Em nói thật đấy, em thường thường em chỉ dùng 1-2 chiếc đồng hồ thôi, nhưng mà em sẽ dùng cái chiếc đồng hồ nó đẹp, nó sang, còn hơn là mình dùng một chiếc đồng hồ nó đều như này, đeo không chất lượng nhá các anh nhá. Đây, dây một mặt vàng 450.000 kèm số điện thoại cho em, dây một mặt đen kèm số điện thoại và dây một mặt trắng kèm số điện thoại cho em, 450.000 một chiếc, bên em miễn phí giao hàng cho mình luôn. Nhìn cái đồng hồ nó sang chảnh chưa ạ. Và bên em kèm theo một thẻ bảo hành 1-1 trong vòng 1 năm nếu đồng hồ bên em bị lỗi hoặc gặp vấn đề gì về máy các anh nhá. Và bảo hành trọn đời cho mình, chờ cái về cái đen này không phai, không ngứa, mồ hôi muối, tắm giặt thoải mái, chống nước tuyệt đối cho các mình luôn. Đấy, đẹp không ạ? Rồi đấy lại số điện thoại cho em, dây một mặt vàng, dây một mặt đen và dây một mặt trắng kèm số điện thoại, bên em sẽ có nhân viên gọi điện lại lên đơn cho mình nhá.